Oh, wow. Anh là anh mới tới à? Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ này mới có 4 giờ rưỡi sáng thôi. Cả đêm qua thao thức không ngủ được. Không phải là đêm qua thao thức vì em mà thao thức vì chuyến xe nụ cười. Cả nhóm này là hôm qua là chiến đấu với lại Khương Dừa và hôm nay thì tiếp tục chiến đấu với Calmen nha. Trời ơi, bánh mì thơm nứt luôn. Mới giao tới luôn. Ôi nóng hổi à, giờ thổi gì ăn thơm quá. Rồi sáng nay mình ghi lại những hình ảnh này để hy vọng rằng là sẽ chuyển đến cho quý vị các bạn, để mọi người cũng một lần nữa xin nhắc lại mọi người là sáng hôm nay là ngày Calmen bán một địa điểm duy nhất thôi. Tại số tại Vạn Hạnh Mall số 11 đường Sư Vạn Hạnh 10 nhé. Hôm trước thì có thông tin là ở công viên Gia Định nhưng mà không có ở đó thì vì một số lý do khách quan nên không có thể bán được ở đó. Cho nên là ngày hôm nay ngày 1 tháng 12 mình xin chào tháng 12. Hôm nay chắc là một cái lời chào mà rất là đặc biệt, tại vì chưa bao giờ mình chào tháng 12 lúc 4 giờ sáng hết trơn á. Nhưng mà chào tháng 12 với chuyến xe nụ cười. Trao yêu thương, chở yêu thương, trao nụ cười. Đó là slogan của. Rồi, bây giờ các anh em đang chuẩn bị để lên nguyên liệu và chuẩn bị di chuyển ra đó. Anh ơi, sáng có một bạn fan đang đợi anh từ sớm lắm anh. Ở đâu? Ở đâu? Ủa. Các bạn thân mến, đã có fan đầu tiên tới ủng hộ rồi nè. Ủa con đeo con. Trời ơi. Ủa con chạy xe hả? Ôi. Chắc là để ủng hộ chương trình của chú. Để giúp người có càng. Rồi, chú xích con nha. Quý vị các bạn thân mến, cái này là một cái quá cảm động luôn. Fan đầu tiên luôn, mới có 4 giờ rưỡi sáng là bạn đã đến để ủng hộ cho Calmen này. Có tên gì? Dạ, con Vũ. Con Vũ, hai nhà con ở đâu? Dạ, nhà con vừa bắt. Gò Vấp hả? Dạ. Tại vì Vũ nói là sáng nay Vũ không có ra ngoài đó được vì đang bận công việc, cho nên tranh thủ sáng sớm lên đi đón chú và mua ủng hộ mở hàng cho chú một ổ 100.000. Bánh mì đâu rồi? Thôi chắc bánh mì để cho một phần để cho mọi người hả? Dạ con. Rồi vậy thôi, coi như là ủng hộ mà không thấy bánh mì mới dễ thương chứ. Chú cảm ơn con nhiều nha. Cảm ơn chú. Và bạn mọi người thấy là đó. Thật sự là cảm động, không chỉ là vì cái ổ bánh mì đầu tiên, là xuất tiền đầu tiên, mà còn cảm động là vì bạn là một người khuyết tật nha, chứ bạn không phải là một cái người bình thường như tất cả bao nhiêu người khác. Bạn thương Calmen quá, cảm ơn con nhiều nha. Có ai chụp anh tấm hình với bạn đi, để lưu niệm đi. Cái máy này chụp được không? Được. Chụp nha. Rồi, chụp nha. 1, 2, 3, 2, 3. Rồi, giơ tay lên nè. 2, 3. Hãy dặn là 4 bao thôi. Giờ con đi làm luôn hả? Dạ, con mới đi phát quà cho người nghèo. Ồ, phát quà cho người nghèo hả? Dạ. Thì xong con dạy về con là kiếm quyết hơn người ta mà con còn dạ, con còn có tấm lòng tốt vậy. Ngày lãnh lương cho nên là. Ủa vậy con làm gì? Con bình thường con làm dạ gì? Con làm bên thiết kế với lại editor. Thiết kế editor hả? Con làm ở đâu? Dạ con đang làm cho công ty Manobi. À, công ty Melody hả? Dạ Manobi là công ty giáo dục. À, công ty giáo dục hả? Dạ. Ồ. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ, chào con. Có gì con nhắn trên cái page của chú nha. Dạ. À, có gì để chú nói chuyện con ha. Dạ. Ủa. Chú về. Ừ. Cái ngày con làm là đúng cái ngày chú đang tìm kiếm. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Rồi đây. Anh đã. Em bỏ vô thùng luôn nha. Bỏ vô thùng hả? Dạ. Anh đứng không tới luôn. À đây. Vậy hả? Trời sao khoét cái này nhỏ quá, sao nhét vô? Trời ơi mày. Bà con, cái khe nó vừa đủ lọt khe. Bó tay luôn cho lỡ mất tiền. Ủa rồi, đang nguyên liệu đang làm đâu? Đây anh ạ. Nguyên liệu lên hết luôn rồi hả? Dạ, em đang mất tiền. Chào quý vị các bạn thân mến. Rồi, bên kia có đeo ấy cho anh không?
Ăn cơm đi. Đeo lên xuống cái này để coi. Ủa cái áo nó quá gì nó đưa cái áo mới lên nhanh mà nó chưa lên à? Em cất lên xe cho anh rồi. Thôi đây áo mới nó mặc luôn đi cho anh đẹp. Em này áo mới. Ừ. Còn cái áo cũ lên á, mới sinh sớm không được mở hàng rồi. Gì XXL dữ vậy? Có cả XL, M với L, anh muốn mặc size. Đây coi thử coi cái áo anh là. Em có áo này luôn rồi nè. Áo này xây gì? Dạ XXL luôn hả? Trời ơi, rồi. Áo này hôm qua bận livestream á. Áo mới luôn. Tháo cái tem anh ơi. Tưởng là áo này bán hết trơn rồi chứ. Ủa sao? Ủa cái áo này đâu? Dạ là màu này đó anh. Ủa? Này nó hơi ngả màu rồi ạ. Đâu cái này là cái áo khác mà cô. À áo này là màu green. Hết rồi anh ạ, nó chỉ còn mẫu này thôi. Ủa kỳ vậy? Dạ. Làm gì hết, vừa phải thôi. Kiểm tra lại coi. Thôi chạy áo này, cái mẫu này cho nó bự cho mọi người nhìn thấy mình cho rõ. Yeah. Để thay đó chứ không gì, hôm nay đứng cả ngày là chắc chắn là. Rồi. Đây là mình phải gắn micro với thằng khác để là quay giờ bằng một cái bộ trang thiết bị khác. À, cái này vì làm quay cái show này phải quay cho nó đẹp mà phải không? Cho nên là phải có chuẩn bị trang thiết bị khác nha. Đó. Đây là phía bên kia các bạn đứng đó là các là ekip đó. Nên mọi có thể là mọi người sẽ thắc mắc là tại sao đã quay điện thoại rồi còn quay còn gắn micro tùm lum tà la không? Cái quay điện thoại này để mình up ngay lên cho để thông tin cho quý vị các bạn thôi, còn cái nhóm kia hoàn nào với lại mấy anh em sẽ sử dụng một cái bộ thiết bị khác nó hiện đại hơn chút xíu để cho chất lượng nó cao hơn để làm những cái tập phim cho mọi người xem nó ấn tượng hơn nha. Ủa vậy thôi hả? Đổ vậy luôn hả? Dạ, chồng lại ha. Rồi cái xe một trăm mẫu. Nguyên cái cần sáng này bao nhiêu ổ? Dạ 100 mẫu. Để đơn điêu nha. Dạ. Bánh mì phải đơn điêu chứ không hả? Cho anh trải nghiệm mà. Trải nghiệm gì? Sắp bánh mì. Trời ơi, bay. Trải nghiệm đâu chưa thấy chứ muốn ăn liền. Chăm thủ xùy suốt đi. Có cái gì suốt thẳng tự nhiên đi. Rồi mấy cái này là mấy cái quay thực tế mà tụi em phải lẹ lên. Thấy cái gì cũng hốt hết. Ôi. Để gì nó rớt sao? đang sắp bánh mì, nghe bánh mì nóng đây, bánh mì đặt ruột mình trồng lên hả? Ý là còn ổ nào dư có ổ nào bé tôi nóng thơm quá à, chịu không nổi luôn á. Kiếm ổ nào mà nó bị bẹ bị xấu rồi đó. Thôi. Ồ.
là để cho đỡ tốn diện tích á, chậm này lên nè. Này không có bao bố á. Sáng ăn ổn về nấm mà tấm thì không ăn cũng ngon nữa. Đây có phần đá luôn nha, có cà phê nha. Ủa gì cái bao mình chua khi bỏ luôn nha. Đây 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 cho anh em nè. Còn miếng chả chứ. Tự xử luôn. Rồi giờ đâu nè. Rất tiếc là luật chơi là không cho mình đóng góp ha, chứ không là mình đã mua ẩn mì để mở hàng bỏ đầu tiên đó đó. Hả? Không anh? Đổ bê tông mình trước. Everything's ready. Quý vị các bạn thân mến, nguyên liệu đã chuẩn bị xong, chả lụa. Ủa, đâu có bánh mì bì hả? Hả, vứt quá, không biết bây giờ này ở Vạn Hành Môn có ai đứng, có fan nào ra trước đó không? Mới 4 giờ sáng ra có một fan, là bạn đó là bị khuyết tật, rất là dễ thương. Đã đang đến ủng hộ mở hàng cho comment cái 100.000 đầu tiên rồi, cảm động vô cùng. Để bạn mấy mọi người nhớ nha, sau khi mọi người coi video này comment sẽ up liền để thông báo với quý khán giả là hôm nay ngày 1 tháng 12, xin chào tháng 12, chuyến xe nụ cười. Và Coleman xin kính chào tháng 12. Là một công việc rất là ý nghĩa, đó là chở niềm vui và trao nụ cười. Không phải chở yêu thương mà chở niềm vui và trao nụ cười. Yêu thương thì nhiều người nói đó là sáng nay thì nếu các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật, nếu mà quý vị các bạn nào rảnh thì ra Vạn Hành Môn ở số 11 đường Sư Vạn Hành, quận 10 ủng hộ cho Coleman nhé. Cuộc đua này thắng thua giữa Coleman và Khương Dừa không có quan trọng, mà quan trọng nhất là hai anh em làm được một cái điều rất là ý nghĩa để mang đến niềm vui, mang đến nụ cười cho những bà con, cho những bà con nghèo, hoàn cảnh neo đơn, đón có một cái Tết thật là đầm ấm, thật là ấm áp. Chỉ có hy vọng như vậy thôi. Và ngày hôm qua thì cũng xin tiết lộ với quý vị một chút xíu thôi, là ngày hôm qua là Khương Dừa đã rất là thành công rồi, bán tới 700 ổ luôn. Còn số tiền thì mình xin được giấu lại chứ không là spoil, là chương trình nó mất hay đúng không? Hy vọng là hôm nay mình cũng cố gắng là mình bán được ít nhất là cũng bằng, còn nếu không thì nhích hơn chút xíu, 707 ổ. Hy vọng là vậy. Rồi, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn nha. Bây giờ thì mình phải lo để chờ tiếp tục chuẩn bị.